Chị ơi, đồng chí có chí nè. Giết trời nha, lên tôi ra đi. Chị ơi, xin cổ ra. Các bạn ấy áo hùng chị tiền bán mình mặc đẹp hơn. Các bạn nhớ mua thọ quá nha. Ê, xin lỗi cục vàng với chị. Xin lỗi cục vàng với chị, xin lỗi cục vàng với chị sao. Xin lỗi mà. Xin lỗi. Quả luôn quá trời, đánh mẹ. Ủa, lỡ tay chúng thôi mà, có gì đâu. Ta mới nhổ răng nha. Ủa gì chị lỡ tay chúng chứ có tình muốn em đâu. Mày lỡ tay người ta đau rồi nè. Nó bị mẹ mà. Nó bí như tỏi. Con này á, cái này. Còn bí như dâu. Này nè. Này mẹ thấy không? Vô fanpage Tiền ơi hoặc là qua Facebook của mình nhắn tin nha mọi người. Mấy cái áo này là đi Tiền bán nè các bạn. Tụi mình mặc luôn, mặc qua clip luôn. Áo đẹp lắm nha mọi người. Ai mụn bừa 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 lấy tiền không vậy? Bừa có lấy tiền nha chị. Ờ đâu lấy tiền, đâu lấy dây dài cái áo mặc chơi vậy. Nhưng mà đâu lấy tiền. Nhưng mà lấy là lấy 1 triệu mấy. Nè đây là cái phông màu đỏ. Phông mình là phông màu gì vậy chị? Màu này cũng... Trời ơi em ơi. Màu này màu gì vậy chị? Nè màu nè. Ôi lên lên. Mày đánh nó, bây giờ nó bị bệnh, nó nằm trên lầu luôn rồi. Bây giờ mày còn mày biến ra khỏi nhà này chưa?
đi ra khỏi nhà, cái nhà này nhà của ai không? Đóng cái cửa ra đi, đừng có mở cửa nữa. Khóa cửa tao, hai ba ngày nay cửa lên. Cút. Kể đầu đuôi câu chuyện coi. Lúc đầu á là chị... Mình kể đàng hoàng đi, đừng có khóc ở đây. Lúc đầu á là mấy chị đã nắm ly về rồi. Sau đó mấy em đi, rồi nó bàn chuyện gì đó nữa đó, rồi nó tính á dạ hãm hại mấy chị nữa. Cái em nói là thôi mày quýnh ly vậy á là mọi chuyện đi quá xa lắm rồi. Cái nó không chịu, nó bắt em là phải làm theo ý nó nữa. Em nói là không là không. Cái nó thăm dò đánh em, rồi nó tính giết em nữa. Rồi lúc đầu ở nhà rồi mấy chị mà mày lên mày làm này làm kia tao, rồi mày làm tú lần xong rồi mày làm gì này do Như nó sắp đặt rồi kêu em làm theo. Ủa, trong khi đó Như đang ở tao, nó quen mày nó mới phân thổng vậy mà. Thì bây giờ đó là hai bạn có phải là người yêu của nhau không? Dạ không. Ủa vậy sao mày, vậy sao mày dụ dỗ chị Tiền là sao? Rồi mày gù bết chị Tiền là sao? Mọi thứ là... kêu tao ấy tiền rồi làm hợp đồng là sao? Rồi sao mày biết cái vụ hợp đồng nữa? Hợp đồng là do Như nó kể với em. Rồi sau đó nó kêu làm gì mọi thứ là nó sắp đặt là từ đầu đến cuối rồi. Đã nó muốn lấy cái gì trong nhà mày? Em không biết, nhưng mà nó chỉ kêu em làm gì, em chỉ biết là em nghe theo nó thôi. Là nó kêu em được chia rẽ hai đứa trẻ hả? Đúng rồi. Sao? Chia rẽ ai? Chia rẽ ai? Ai chia rẽ? Ở đây cho tao nghe. Mày đi vô. Mấy ông nhờ mày gì luôn á, không có làm gì vậy đâu. Trời ơi, rồi dốt con chó của tao ở ngoài luôn kìa. Bỏ vô, bắt bỏ vô đi. Tao nói mày đừng để tao thấy mặt của mày nghe. Thấy mày ở đâu tôi quýnh mày đó. Quýnh khỏi nhà tao không có lãng giảng cái này nữa nha. Tao tin tưởng mấy ông nhờ bộ mặt mày là gì á. Chị đừng có vô nữa, nó còn kêu dây hồ giết em nữa chị. Mày cút khỏi nhà tao chưa? Mày đi khỏi nhà tao chưa? Hay mày đứng trước cửa nhà tao rồi? Làm gì? Làm gì? Cút khỏi nhà tao đi. Chưa? Tôi xin ra tao. Chị về đi. Đâu vậy? Chị không đi theo em nữa đâu. Mày chết sao? Làm gì chứ? Chị về đi. Dạ. Gọi gì trời, nhà chị Tú mày làm gì hoài vậy? Lúc đầu làm với tao sao?
đuổi nó về đi, bây giờ em không muốn heo nó nữa. Đuổi đúng rồi. Rồi ăn mượn mà ăn gì vậy? Giờ chị xin lỗi cho nó lại. Em ơi, giờ tụi mình hết tiền xài rồi. Mày không cần phải nhà nào mới được nói. Mày đi ra khỏi nhà tao rồi. Làm cái gì vậy? Còn này nữa, mày đi hết luôn. Em đang nghĩ vậy, bây giờ em không muốn làm mấy chuyện đó nữa. Ai biểu làm gì đi đi, chờ cho mày giải quyết đi. Bây giờ tao không muốn mày năn nỉ gì hết á. Không có lý do gì để chị giữ em ở đây hết trơn á. Đừng có khóc nữa trời ơi. Tại vì á, cũng là nó rụ rỗ em, nó nói là kêu đi nó đi có tiền xài nhiều hơn chị Tú. Bởi vì gia đình đi muốn hiếp nợ mà. Ủa? Thế mà em mới nghe theo nó. Khóc được cái gì nữa. Em nghe theo nó, em nghe theo nó. Rồi bây giờ nó nói gì nó đòi giết khóc em đó. Tao hỏi bây giờ khóc được cái gì. Mày về với tao nè. Mày đi về. Mày đi. Mày về với tao. Tao nói rồi ở đây. Rồi, rồi xong chưa đó đang. Chứ đâu không có hỏi phòng trọ của mày đâu, mày nói cái gì vậy?
ba mẹ chị đi làm ngoài. Vậy giờ sống với ngoại đi, không lẽ nó biết nhà ngoại nữa. Dạ biết. Nhưng mà cái chuyện ở đây á là lúc đầu nó làm cho em. Xong mà chị đang thắc mắc là tại sao nó lại đi theo con Như, hiểu không? Không có biết đâu. Em hỏi nó đi. Nó là mắc gì cọc nó. Ủa, chị cọc gì với em chứ? Mày mắc gì mày cọc với tao? Ủa, mắc gì cọc, mày chứ cọc gì đâu. Mà mày làm gì vô nhà tao mày khóc. Mày về nhà đi, tụi tao đưa mày về. Dạ, nhưng mà em... Ủa, còn chị... cái vụ lộ đi, lộ lít, lộ lên là cái gì? Cái đó thì chỉ là do nó kêu em bị ra rồi. Nó làm gì có được, không có làm gì quen tao được. Bây giờ mày tính sao? Không về nhà mày định nó đây quậy sao? Chị lên là em đây. Nhiều người lắm, nhiều người nhiều tiền, cái này nó không đi làm, đi làm. Do làm đi chứ không làm chú gái nó cũng tìm ra.